Hà Đăng Fishing xin chào bạn. Sau đây Hà Đăng Fishing xin giới thiệu các bạn bộ cần tay dùng câu đài. Chọn bộ luôn các bạn nhé. Cần tay này độ cứng 3H. Quay cho các bạn xem. Đây là chuôi cần này. Chuôi cần rất đẹp. Đang cần này thích hợp câu chép, chiều dài cần 5m4, độ cứng của nó là 3H. Cần tay Hui là này do Trung Quốc sản xuất, chọn bộ như này luôn các bạn nhé. Bạn về thì câu luôn. Đấy, quay cái cần trước tí nó giới thiệu chi tiết từng sản phẩm, chi tiết của bộ sản phẩm này luôn các bạn nhé. Đứt ngọn 1 ly các bạn. Gần này 3H nên nó mềm. Câu chép này quá tuyệt vời. Đấy, chọn bộ đây. Gồm phao câu đài này, 3 số. Thanh quấn chì. Chân gắm phao, hạt chặn và chì. Chì lá các bạn nhé. Và lưỡi titan. Lưỡi titan này. Và lưỡi Simago, hai cái này đều của Simago sản xuất các bạn nhé. Một cái là tôi bằng công nghệ tôi láng một lớp titan ở bên đầu mũi lưỡi câu, và lưỡi titan này là không ngạnh. Mồi câu của Hải Đăng Fishing chọn bộ như này các bạn nhé. Và hộp thẻo. Hộp thẻ hoặc là các bạn dùng quấn trục câu đài này, này. Quấn trục to, trục nhỏ, chì to, chì nhỏ, đấy. Chì nặng, chì nhẹ. Rồi quấn vào các bạn thay đổi nó nhanh. Ở nhà nó là dỗi các bạn bố chậm. Sẵn mà lấy nút câu các bạn thích đổi kiểu nào thì các bạn có thể dùng cái bút các bạn ghi đây đấy. Như đây là trục là không phẩy mấy, 0.1, 0.2, xong rồi các bạn ghi là chì bao nhiêu vào đây nữa, ghi đấy nó chỉ lắp vào thay luôn. Đấy, vừa rồi Hải Đăng giới thiệu các bạn chọn bộ cần câu đài các bạn nhé. Về các bạn bác cần đi câu luôn, gọn nhẹ. Đấy, vừa rồi Hải Đăng xin giới thiệu các bạn bộ sản phẩm. Hải Đăng xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.